pha thì nó cao hơn cost khoảng 30%, còn ở dưới mặt đường thì nó vẫn đang là khoảng 70% nếu mà các bạn bật chế độ pha. Có nghĩa là pha thì ngoài sinh đường ra thì nó vẫn có cái chức năng đó là sôi đường. Đây, đây là cost nè, pha nè, cost nè, pha lên nè, khủng khiếp không? Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Ôm Shop. Sắp tới thì mình có một cái chuyến đi quay solo camping một mình bằng chiếc xe Cusi này, với phong cách là không bình luận gì nhiều, chỉ là muốn trải nghiệm mỗi chuyến đi một mình thôi. Chưa biết là đi đâu, nhưng mà chắc là sẽ có đi đêm. Mình sẽ đi rất là sớm và về rất là muộn, nghĩa là đi 24 giờ, 5-6 giờ chiều đi rồi 5-6 giờ chiều về, thì nên sẽ đi đêm nhiều. Sẵn thì xe này nó chưa có đèn thì mình lắp cặp L9 cho xe luôn. Đây là một bộ đèn logo L9 với giá rất là đẹp là 7.999.000 đồng, là 8 triệu. Tại sao cái chiếc xe như này mà mình lại lắp một cái cặp đèn như thế này? Đúng là công nghệ các bạn. Nó sẽ dần dần nó sẽ qua cái thời mà những anh em làm điện cần phải suy nghĩ nhiều, cần phải làm nhiều. Thì trên tay mình nó là một bộ luôn. Một bộ bao gồm cặp đèn, một bộ dây điều khiển. Nếu mà tương lai những cái bộ đèn này nó hot thì sẽ không còn đứt để diễn cho những anh em thợ. Nghĩa là những anh em thợ điện sẽ không còn phải đi điện nữa, mà chỉ là lắp đặt như zin thôi. Lắp có 3 dây à. Cũng có khách lắp rồi, nhưng mà thường khách lắp xong vào buổi sáng rồi buổi trưa buổi chiều về rồi, không có thì không có điều kiện để test cho các bạn. Sẵn là bây giờ mình lắp, mình sẽ test cho các bạn xem độ sáng thực tế của nó luôn. Các bạn lắp cái đèn này thì nó sẽ loại bỏ được cái tình huống đó là đi điện sai dẫn đến cháy. Tại vì cái này nó full rồi, dây nguồn là có sẵn cầu chì rồi. Các bạn chỉ cần lắp 2 dây vô trong cọc bình, 1 dây vô IG là dây sao khóa. Thì cái dây sao khóa hình như là thợ điện nào cũng biết rồi, thì thường nằm chung với lại cái hộp cầu chì. Cho nên là bây giờ lắp thì những người thợ chỉ có thể thể hiện qua cái việc là lắp gọn như zin. Và do là những cái sản phẩm này nó là có cốt, có pha. Nó cốt là mặt vi cầu, mặt cắt. Pha nó thì trên một bậc, là ngoài cái thẩm mỹ ra nó cần phải có cái mặt cắt ngang tuyệt đối. Ví dụ các bạn lắp đại đại vô thì cái đèn của bạn nó sẽ bị xéo. Còn nếu các bạn lắp chuẩn thì nó sẽ có mặt cắt ngang như này. Giờ sẽ khui cho các bạn xem trong sản phẩm nó có cái gì. Logo đóng gói thì khỏi bàn các bạn ơi, rất là đẹp. Ở đây thì là có phiếu bảo hành của Tool. Thì khi các bạn mua thì mình sẽ lắp bảo hành cho các bạn ha. Ở trong đây thì người ta cũng có hướng dẫn rồi. Hình thức bảo hành và điều kiện bảo hành của chính hãng của Letool, đây thương hiệu của Lobo, nhưng mà Letool sẽ chịu trách nhiệm bảo hành ha. Đây là tờ hướng dẫn lắp đặt nè. Còn đây là thông số kỹ thuật của đèn. Và nhân vật chính của chúng ta là một cặp Lobo L9 rất là đẹp. Không thể nào mà đẹp hơn được. Gắn vô xe mình là chắc chắn nó ngầu luôn các bạn. Sau đó là một bộ bát nè. Đây là cái bát Tool khá là thông minh, có thể điều khiển qua lại nè, lên xuống nè, qua lại lên xuống, vậy là chuẩn rồi. Rồi, một bộ dây. Bộ dây này lắp đặt như zin và nó sẽ ra một cái công tắc duy nhất thôi. Công tắc này nó sẽ điều khiển luôn cả cốt, pha và những cái chế độ của xe. Rất là tuyệt vời. Vì đây là Lobo cho nên là luôn sẽ rất là chỉnh chu. Có ron nè, có đầy đủ ốc, keo khóa ốc luôn. Các bạn lắp xong mới các bạn xài keo á, các bạn sẽ không sợ cái trường hợp là lâu dài cái ốc này nó sẽ rớt ra khỏi cái bát hoặc là rớt ra khỏi xe, thì nó sẽ an toàn hơn. Rồi, một cái bộ đôn lên dành cho những cái vị trí ghi đông hoặc là chống đổ thấp hơn. Đây là bát để các bạn bắt vô trong cái đèn. Ok, xong, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt luôn ha. Ok, bây giờ mình đi test cái đèn Lobo L9 cho các bạn xem nha. Đây chế độ cốt nè, pha nè, cốt nè, pha nè, vaccine nè, bật pha vaccine nè, tắt pha vaccine nè, tắt đèn vẫn có thể vaccine được nè. Cốt pha nó hoạt động riêng biệt, nó không có chung với nhau nha. Giờ mình sẽ thử ánh sáng vàng trước rồi chút nữa mở lên ra cho các bạn xem ánh sáng trắng.
đèn ánh sáng vàng đi đường nè, khá là dịu mắt, không có bị chói. Các bạn có thể nhìn vô mấy cái biển hiệu á, pha thì nó sẽ chói nè, đó. Còn code thì nó không có chói. Đây, nó sẽ là một vùng sáng rất là tốt như thế này. Quan trọng là người đối diện người ta không bị chói nha. Đây, test đây là ngon nhất nè. Đây là chỗ test đèn yêu thích của mình nè. Đó, code nè. Các bạn thích thì các bạn có thể chỉnh cao lên xíu nha. Pha nè, pha tụ điểm một điểm ở giữa nè. Pha thì nó cao hơn code khoảng 30%. Còn ở dưới mặt đường thì nó vẫn đang là khoảng 70%. Nếu mà các bạn bật chế độ pha, có nghĩa là pha thì ngoài sinh đường ra thì nó vẫn có cái chức năng đó là soi đường. Đây, đây là code nè, pha nè. Code nè. Pha lên nè. Khủng khiếp không? Pha. Ví dụ ra tới đây các bạn thấy người đi ngược chiều bị chói mắt quá, các bạn có thể sinh đường bằng cách là nhấp nhiều lượng vô cái nút pha như này đó. Đó là chế độ passing. Cái xe này đi sai nè, sao nó lại quẹo ở đây? Ở đây cấm quẹo mà, thấy để cấm quay đầu rõ ràng, cái xe đó đi tào lao nguy hiểm. Quá là sáng. À tắt nè, bật lên nè. Các bạn có thể bật bằng một nút bấm thôi. Tắt thì các bạn nhấn giữ một giây sau là nó tự tắt. Nhấn giữ cái nút bật tắt á là nó tự tắt. Code nè. Passing nè, các bạn hãy nhìn cái biển hiệu trước kìa. Passing nè. Đó, nó chớp hiển thì người ta sẽ rất là chói. Còn code thì người ta sẽ không chói. Đương nhiên là cái đối diện người ta nhìn á, người ta vẫn thấy được cái màu vàng của mình. Nó không chói thôi, chứ không có nghĩa là người ta không thấy. À, như này là đủ cho các bạn đi khoảng 60-70 km/h mà không sợ người khác chói mắt. Nhưng mà các bạn vẫn có một cái ánh sáng rất là rực rỡ để các bạn đi. Rực rỡ lắm nha, các bạn không biết là trên video các bạn có nhìn thấy là nó sáng tốt như vậy không, hay là nhiều khi qua camera thì các bạn thấy không rõ, nhưng mà ánh sáng thực tế thì rất là ngon. Đây, ví dụ như là xa xa khi các bạn cần đi tốc độ xa hơn mà thấy chướng ngại vật, nhưng các bạn không chắc nó là chướng ngại vật, thì các bạn có thể nhấp cái pha một cái đó. Nhấp cái pha một cái, các bạn thấy không? Khủng khiếp. Ở đây là ánh sáng vàng, bây giờ sẽ cho các bạn xem ánh sáng trắng nha. Đây là ánh sáng trắng nè. Pha nè. Cót nè. Thôi, bắt xin ca qua mấy cái đèn bên kia, mấy cái bản hiệu bên kia nó rực lên luôn rồi. Ngon đấy, ngon đấy. Ngon đấy. Bữa giờ đi vàng không à, không nghĩ là ánh sáng trắng nó ngon vậy. Mình chưa có đi cái ánh sáng trắng của cái đèn này bao giờ. Bây giờ đi thấy là nó ngon nè. Tắt nè. Đó, qua bên kia thì không có đèn đường để test cho các bạn xem. Đó, đường đèn tối nè, thấy không? Bật nè. Đó. Đủ cho các bạn đi rồi. Các bạn thích thì các bạn có thể chỉa cao lên nha. Nghe đó, các bạn có thể chỉnh cao lên được. Còn cái này nó đang có cốp này, mình có thể chỉnh cao hồi xíu nè. Đó. Chỉnh cao hồi xíu. Đó. Ngon lạnh liền. Cao xíu là quá ngon luôn. Qua đây có đèn đường mà ở dưới mặt đường đó, nó vẫn có cái ánh sáng của cái đèn Lobo. Thì có nghĩa là đèn rất là tốt. Thì bình thường đó, là các bạn tắt cái này đi là các bạn vẫn thấy đường các bạn đi đúng không? Nên khi các bạn mở lên thì nó sáng lên nữa, thì có nghĩa là cái này á là ánh sáng nó chiếu tới đâu thì các bạn có thể đi rất là thoải mái tới đó. Các bạn không có lo là nó cường độ sáng nó không đủ, mặc dù là nó chỉ ra cũng tương đối xa. Cái này thì theo kinh nghiệm của mình, nó có thể giúp các bạn đi với tốc độ đâu đó khoảng 60-70 km/h mà các bạn không sợ là bị thiếu đèn. Cái quan trọng là cái thiếu đèn á là có nghĩa là cái đèn bạn rất là sáng, nhưng mà nó quá thấp. Để quá thấp, để cao quá thì chói mắt người ta. Nhưng mà khi các bạn để thấp á, thì nó không tới, nó không đủ cho các bạn đi xa. Xuống xíu nè, này nó hơi xa rồi, hơi cao xíu rồi. Để mình sẽ chở xe này là mình còn chở đồ nữa. Để khi các bạn chở đồ nặng phía sau á thì nó hỏng lên xíu nữa, thì các bạn có thể canh chỉnh ha. Cái bát này nó có thể quay 360 độ luôn, nghĩa là các bạn có thể chỉnh được cái góc nghiêng nè, cái góc lên xuống nè, rồi qua lại nè, điểm tập trung hoặc là bè ra hai bên là các bạn có thể chỉnh được luôn, rất là thoải mái.
Còn pha có màu trắng thì khỏi nói rồi. Đây, pha có màu trắng là gọi là rực rỡ ở điểm giữa, nó không có bè ra hai bên, mà thay vì á bên trái bên phải là nó khoảng 100 độ rộng, nó khoảng 100 thì á cái pha thì nó sẽ nằm ở 50, nhưng mà vô 25 sáng rồi vô 25 sáng thì sáng ở điểm giữa 50, thì có nghĩa là nó tập trung ở điểm giữa hơn, nó sẽ tối ưu hơn cho các bạn khi các bạn mình di chuyển cái đường nó tối, nhưng mà bật cái pha lên thì nó không có bẹo hai bên, nó không cần thiết, nó chỉ cần tập trung cái điểm sáng vô ở giữa là ok. Mình sẽ quay cái video review cái đèn Lobo L7, thì sau khi mà review cái đèn Lobo L7 xong thì mình sẽ có một cái video so sánh giữa hai đèn là Lobo L7 và Lobo L9 để các bạn có thể đưa ra góc nhìn, đưa ra cái sản phẩm dành cho các bạn ha. Rồi, hẹn các bạn ở một video sau. Bye bye nha.